Rồi, cái này anh sẽ nói về cái phần mình lên chi tiết ở trong một cái phần bài của mình. Vậy thì ví dụ giống như ở trong cái phần bài này của mình, những cái phần khung cửa ha, khung cửa rồi tất cả các cái phần này, nếu mà mình chỉ để phẳng như thế này thì bài của mình nó sẽ không đẹp. Vậy thì khi mà mình vẽ một cái vật thể á, mình cần cái gì? Khối, lên khối trước tiên đúng không? Khối và màu sắc màu chuyển kế tiếp. Góc vá rồi đến highlight rồi light tối rồi light sáng rồi gì nữa, các vết dơ ố nếu có, hết rồi nhiều đó, không thêm gì ngoài mấy cái đó đúng không? Rồi vậy thì nếu mà khi mà anh vẽ các cái này, khi mà ngay lúc mà anh dựng hình xong, ví dụ ngay lúc anh dựng hình xong các cái phần chi tiết giống như thế này, anh lấy ví dụ ha, bây giờ cái này anh sẽ đưa vào, anh xác định hướng ánh sáng rồi, hướng ánh sáng của mình bây giờ là từ phía phía trước tới. Vậy thì highlight của mình sẽ nhấn ở bên phía nào, này hay là bên phía phía sau? Phía trước hơn đúng không? Vậy thì ngay chỗ này mình sẽ nhấn mình mình sẽ nhấn hai này ở ngay đây, và khi mà lúc mà mình làm đó thì mình làm mình nhấn luôn ha, mình sẽ đưa vào đây. Và bây giờ anh biết rằng ánh sáng từ trên xuống vậy thì cái phần khung cửa mình chỗ này nó sẽ có bóng không? Có đúng không? Vậy thì mình quất vô luôn, tại vì cái bóng này rất là nhỏ, các cái phần bóng chi tiết này rất là nhỏ, cho nên là anh sẽ đưa vào luôn, anh không có làm ở trên cái bóng lớp trên kia ha. Vậy thì khi đó anh vẽ tả những cái này, và bên dưới này của mình sẽ là right này tốt. Và cái cửa của mình, cái phần khung cửa nó có quá mỏng vậy không? À em muốn là cái trong suốt. Cái này là mình chưa làm xong nữa ha. Rồi. Rồi. Vậy thì khi mà mình làm thì mình thêm bề dày hay là gì đó. Ánh sáng từ trên xuống vậy thì cái diện này sẽ là sáng. Ha. Vậy thì lúc mà ngay ngay trong lúc mà em đang làm những cái này, em phải xác định những cái đó, và những cái đó nó có cơ bản không, nó có quá khó không, không ha, mình cố gắng mình hiểu những cái đó, mình đưa vào và mình ứng dụng. Khi đó thì lúc mà anh vẽ hoặc là em vẽ về sau thì khi đó mình vẽ mình đưa vào và mình ứng dụng những cái này luôn. Và em thấy là cái này anh chưa có đánh về chuyển màu, nhưng mà anh mới nhấn vậy thôi là mình đã nhìn vô cái bài, mình cảm giác nó khác thôi đúng không ha, tương tự cho các cái còn lại, tất cả những cái thứ còn lại. Vậy thì khi mình làm, đặt bút vào làm, đặt bút vào vẽ, đi thẳng tới mục tiêu luôn, vẽ ra thẳng những cái này luôn, tiết kiệm thời gian hơn ha. Rồi để mà mình đỡ phải lăn tăn về các cái cơ bản, giống như bây giờ không biết là nhấn cái highlight này là màu gì, không biết là cái phần tối như vậy nó đủ chưa, ví dụ phần mặt hông này nó tối đen nhiều quá hay là nó ít quá, thì mình phải coi nó nằm ở trong tương quan không gian. Ví dụ ánh sáng mặt trời của mình là buổi trưa đúng không, ánh sáng mặt trời của mình buổi trưa, vậy nắng của mình là ánh sáng trắng, ánh sáng trắng bây giờ khung cửa này của mình là màu gì? À, màu nâu vàng. Vậy thì cái phần sáng trắng của nâu vàng nó sẽ lên thành màu gì?
Màu đỏ rất sáng lên. Nhưng mà nếu mà ánh sáng của mình là xanh, đỏ, tím, vàng thì cái phần highlight này của mình nó sẽ thành màu gì? Đúng rồi, màu cửa pha với màu đó ha, pha ha. Hoặc là nếu mà cường độ ánh sáng rất là mạnh thì sẽ highlight sẽ mang màu của ánh sáng luôn, vẫn có thể ha. Rồi, vậy thì đó là về phần highlight. Kế tiếp là phần phần tối, tức là phần diện tối, diện không. Thì cái tối ở đây với là các vị trí tối ngay trong cái phần khu vực không gian kế bên nó sẽ phải như thế này. Tương đồng với nhau. Anh không có nghĩa là bắt buộc là phải y chang với nhau, nhưng mà phải hài hòa với nhau. Ví dụ một vật thể màu đen thì dĩ nhiên phần tối của nó cũng phải đen hơn cái vật thể màu trắng rồi ha. Nhưng mà nhìn phải tương đồng những cái này với nhau, đừng có nổi bật quá hoặc là đừng có mờ nhạt quá ha. Nổi bật mờ nhạt đó là qua bài của em anh sẽ nói. Đây là ví dụ nè. Nên mỗi lần mà mất mở thâu thì tôi chậm quá. Cái bài của em nó không thể hiện lên. Rồi. Nói về tương quan sắc độ nó chính là cái vấn đề kiểu giống như này. Đây chính là vấn đề tương quan sắc độ. Ví dụ ở phía xa em dùng cái dãy nhà xa này. Em thấy rằng những cái phần màu đen ở trong đây, tức là những cái phần khu vực tối ha, những cái phần khu vực tối của mình ở đây em dùng nó chỉ là màu cỡ vị trí này, nhưng mà những cái căn ở phía xa thì nó như thế nào, nó đậm hơn quá, thì cái này có đúng không? Rồi cái núi ở phía xa của em lại dùng tông cỡ vậy, nó không đúng ha. Thông thường khi mà mình thấy về cái quang độ, mọi người thấy người ta vẽ speed painting hay là gì đó, người ta vẽ đen trắng á, chính là để đảm bảo cái sự tương quan giữa cái quang độ, tức là độ đen và độ trắng của không gian xa gần. Ra càng phía xa thì màu đen và màu trắng nó sẽ càng giảm xuống ha, càng giảm xuống so với ở gần. Vậy thì ví dụ giống như ở trong cái phần bài này của em đi, khi mà mình nhìn vô phần bài này mình cảm giác là cái thằng nào nó bị đen nổi bật nhất, thử suy nghĩ coi. Cái chậu cây, ý em là chậu cây nào? Này, đúng không? Rồi, em nói cục ở giữa là cục nào? Đúng rồi. Đó. Ha. Vậy thì hai thằng này thì nó bị như thế này, trùng trùng với cái phần nền, đen quá nó trùng trùng với nhau. Và cái thằng này thì đen quá nó nổi bật lên luôn. Ha. Rồi cái phần trắng quá thì là cái này em trắng còn hơn mây này, chắc có nhà Ngọc Trinh. Cái này trắng quá đúng không, trắng trắng còn hơn cả mây, trong khi mây mình màu trắng và ảnh hưởng ánh nắng. Vậy thì những cái này là những điểm không không hợp lý và mình điều tiết nó lại thôi ha, bớt đen bớt trắng rồi cho em này đi tắm nắng, cho em này đi tắm trắng. Rồi thì đó là tương quan về quang độ. Vậy thì những cái này mình phải chú ý, mình điều tiết luôn. Tương quan nữa là về sắc độ. Quang độ là về độ sáng, sắc độ là độ độ tươi, độ thấm của màu sắc.
Vậy thì ví dụ giống như ở trong đây mình nhìn vào. Hôm nay mình nhìn vào. Mình thấy thằng nào nó bị nổi quá, cảm giác là nó chói lọi quá, nó bật lên nhiều quá không? À, cái biển hiệu nào? Biển hiệu đỏ trên đúng không? Hay là biển nào? Này, hay là biển này? Biển này hay. Cái này. Cái này. Ừ, rồi. Thiếu lớp bóng ở đây hay là sao? Rồi vậy thì tương quan về cái sắc độ, tức là độ thấm của màu ha. Ví dụ giống như bây giờ anh sẽ nói giống như này, mình thấy cái thằng này nó nổi lên nhiều quá không, so với những độ tươi màu sắc xung quanh đó, thấy này nó cam đỏ nổi bật ra không? Nếu mà em nói là cái cửa thì em muốn nó cam đỏ, nó nổi bật màu của nó là vậy thì không là vấn đề gì hết ha. Nhưng mà hiện tại mình nhìn cảm giác là nó hơi bị bật quá. Cái này có thể điều tiết bằng hai cách. Thứ nhất là cách nào? Đúng rồi. Giảm màu trực tiếp hoặc là hạ xuống, cái đó là giảm màu của vật thể rồi. Còn một cách nữa, tính toàn bộ không gian hả? Tính toàn bộ hơn. Cái đó là em mới là chuyển đổi chính cái cửa này. Phương thức thứ hai là chuyển đổi không gian xung quanh cửa, đúng không? Ha. Thì cái này mình có thể giảm xuống là giảm màu đi, hoặc là mình có thể là tăng cái màu của thằng cái bên này, những cái phần không gian xung quanh tăng lên. Vậy thì giữa chỉnh sửa một cái với chỉnh sửa một đống, chọn cái nào? À, chỉnh cái thôi nó khỏe hơn ha. Rồi, ví dụ giống như cái phần cửa này em chỉ cần chỉnh cho nó bớt. Làm sao để mà mình nhìn giữa cái này với cái này, hai cái này nó cân bằng lại với nhau ha. Thì cái này do mình chỉnh rồi, anh không có quản được là công thức là em chỉnh bao nhiêu ha. Rồi, tương quan giữa hai cái thằng nhà này với thằng này, cảm giác nó như thế nào? Có nổi không? Có. Nói mới gạt à. Rồi nó hơi bị nổi bật lên quá, tại vì xung quanh này, ở đây em đang sử dụng thứ nhất là tông màu nó hơi trầm, cái này nó lại tươi quá, xung quanh em hơi tối, cái này lại sáng quá ha. Thì hoặc là mình điều chỉnh cái này cho nó sáng nổi lên, hoặc là mình dìm cái này xuống bớt ha. Rồi tương quan về độ chi tiết thì anh cũng sẵn tiện nói luôn, ví dụ ở gần này thì là cái khung gỗ này rất là nhiều chi tiết, cái quất qua thằng này không có là nó bị cấn cấn liền ha. Hoặc là giảm bớt chi tiết của cửa này rồi tăng thêm này ha, hoặc là giảm xuống hết, nhưng mà giảm xuống hết thì lại ít chi tiết quá so với thế này, vậy thì cái này phải như thế nào? Tăng lên ha. Rồi mấy cái này sáng tối tương quan đồ cũng sẽ điều tiết cho nó tăng lên. Rồi màu sắc ở đây hàng này màu xanh giống vậy, con đường cũng màu xanh giống vậy, cái nhà này nó lại tách ra khỏi con đường, hợp lý không? Không. Vậy thì xử lý mấy cái này xử lý thì sao, mặt hồng này sẽ như thế nào? Ừ, tối lại sử dụng màu, nên sử dụng màu xanh hay là màu khác? Ừ, màu khác chứ, con đường. Ừ, con đường này thì cũng sẽ cho tối đẩy xa, hoặc là không gian phía xa này tự mình điều tiết lại. Đó là lý do tại sao nếu mà mình tự vẽ thì mình chủ động được hết cái đó, còn nếu mà các người khác thì sẽ không không có xử lý được, đúng không ha? Nếu mà mình xử lý xô lái người khác, mình phải xử lý các cái phần linh ta linh tinh nhỏ nhỏ như thế này sẽ rất là mất thời gian. Rồi đó là anh nói sơ về cái phần quang độ hoặc là màu màu sắc của cái này. Dĩ nhiên còn còn cái này, anh xuống họ một xíu.